năm chủ nhiệm các em thì các sau ngày lễ 20 tháng 11 thì các em hẹn cô là đi vào nhà chơi. Thì lúc bây giờ kinh tế còn khó khăn cho nên là cô trò đều như nhau hết. Cái xe đạp đạp cả tịch cả tàng về trong kinh. Về đến nơi thì cũng chả mua gì đãi các em cả, không hiểu sao như vậy. Trong nhà thì có cái gì thì mời các em ăn cái đấy. Mà trong nhà có mấy cá lóc, rồi sau đó các em, một số em biết bơi xuồng á, bơi ra ngoài ruộng, xong rồi hái bông súng về cùng với cô nấu nồi canh chua, rồi cô đi mua mì gói về cho ăn. Chỉ có vậy thôi. Nhớ món ăn thì không có gì, nhưng mà hình như là cũng ăn rất là ngon lành. Không hiểu sao, không biết, chắc là đói thôi. Rồi cô với trò thì lúc bây giờ cũng rất là bình dân, đi xe đạp. Rồi có em thì có mấy cây số thôi mà mãi tới trưa mới vào tới nhà cô. Hỏi ra thì nói xe bị hư dọc đường. Con đường từ nhà đến trường khi đó đường kênh, còn lại con đường đất, đi xe đạp. Mỗi khi trời mưa đường trơn trượt, cái chuyện trượt té là vô ích á, là chuyện bình thường. Có khi còn nhào cả người xe tập vỡ xuống dưới sông. Đến đầu kênh thì khi đó chưa có cầu, một con đò đưa qua sông. Trước khi lên đò thì lội xuống dưới sông, lột hết đồ ra, giặt cho nó bớt sình lầy. Sau đó tiếp tục với quần áo ướt mềm như vậy đến trường, đến lớp. Tụi em học 9A. Có một bữa đi học buổi sáng thì vào lớp thấy hai cái bàn ở trong lớp nó bị gãy chân. Đó, em với thằng Hiển, hai thằng mới xuống văn phòng thì định là tìm thầy Hưng. Thầy Hưng là hiệu phó phụ trách cấp 2 để báo cho thầy là lớp em bị gãy hai cái bàn. Nhưng mà thầy không biết sao thầy Hưng không có văn phòng. Thì vào văn phòng ra, hai thằng đang lơ ngơ thì gặp thầy Mạnh, hiệu trưởng. Thầy hỏi hai em đi đâu đây? Thì mới nói là thầy ơi, là lớp em, lớp 9A có hai cái bàn bị gãy chân. Thì chả biết sao vừa nói tới đó thầy là tốc lên thầy chửi ngay. Mấy anh phá cho lắm mà, bây giờ bỏ tiền ra mà đền hai cái bàn đó cho nhà trường nha. Hai thằng nghe sợ quá, kéo tay nhau lủi mất ra, nói nhau mà bây giờ thầy bắt đền thì lấy tiền đâu mà đền, mà mình có làm gãy đâu mà bắt mình đền. Bây giờ nghĩ lại là bây giờ vẫn còn thấy hơi tức nha. Bây giờ không biết là thầy Mạnh có còn bắt tụi em đền hai cái bàn đó nữa không. Ấn tượng nhất là đối với thầy chủ nhiệm Nguyễn Đức Thăng, vì thầy đã luôn đồng hành với chúng em trong suốt 3 năm học, đặc biệt là năm cuối cấp. Trong các năm học cùng nhau, năm 1 là mình thích các bạn gái, năm 2 là các bạn trai. Nghe các bạn báo về chương trình họp mặt lớp sau 30 năm, tự nhiên mình nhớ đến cái kỷ niệm bị thầy Thắng dạy tiếng Anh đuổi cổ ra khỏi lớp, cái tội dám nói thầy Thắng xỉn. Hồi đấy thầy Thắng uống rượu nhiều, hút thuốc, đặc biệt là hút thuốc rất nhiều. Không biết bây giờ thầy đã bỏ được thuốc chưa. Và chính vì vậy cho nên là mình, hình ảnh của thầy Thắng với lại thầy chủ nhiệm cứ theo mình suốt mấy chục năm, lúc nào mình cũng nhớ đến hai thầy. Cái khóa này là có 3 lớp ABC. Cái lớp mà A là cái lớp mà quậy nhất, nhưng mà cái năm 12 là thầy em có dạy. Vậy là hai lớp BC, nhưng mà BC là toàn những học sinh là ngoan mới hiền này. Hiền như là sơ hà mà ngoan như là trải nghiệm. Cho nên là thầy nhớ là không có cái kỷ niệm khủng nào với cái khóa này hết. Nhưng mà chắc chắn là đã có những cái kỷ niệm nhỏ dễ thương mà khi mà gặp nhau là chắc chắn là sẽ nhớ rằng. Chuyện xảy ra năm lớp 11. Năm đó lớp 11A bị phạt lao động khiêng đất. Lan Anh bị thầy Xuân Ngọc bắt nhặt cục đất mà Lan Anh đánh rơi
khi khiêng đất ngang qua thầy. Cái chuyện bị phạt lao động khiêng đất với lớp A nó giống như cơm bữa vậy. Còn cái chuyện khiêng đất mà đánh rơi là hết sức bình thường. Bởi vì từ chỗ móc đất mà mang ra tới hai cái ao ở đằng trước sân trường thì hình như chỉ còn độ một nửa. Nên cái chuyện thầy bắt Lan Anh nhặt đất rơi lên là cái chuyện không bình thường, bất thường. Lần đó Lan Anh tức lắm, cãi thầy: vì đứa nào cũng làm rơi, sao thầy không nhìn thấy? Thầy chỉ nhìn thấy mỗi em. Cho nên từ đó trở đi, ở trong lớp chúng nó cứ chọc Lan Anh với thầy Sơn Ngọc. Lớp A đó thì thầy nhớ là cái năm lớp 11 đó là học ở cái phòng tiền chế mà nó nằm lưng lưng ở giữa cái dãy nhà xây với cái khu cư xá. Trong lớp A là các em Dương Giao Ước. Dương Giao Ước là ở cùng cái xóm với thầy hồi đó, cho nên là nhà của em Dương Giao Ước là thầy nhớ hết. Thầy nhớ Trai Thiện này, Duy, rồi Tam, Thiệt, Thuận, Điệp, Tiền, Vĩ. Nữ thì là có Thanh Trà là nhà ngay chợ Kinh Đê đây. Rồi có Trinh ở Kinh B. Có Trang con thầy Sinh, rồi có Bùi Thị Châu ở Kinh Đê 1. Với Vũ Thị Minh Châu là em của Tuấn Hải với Thị Ký. Còn lớp B thì là nhớ Sơ Hà, rồi Mai Thi, Mai Thảo, Động Thị Mai Thảo. Lớp 3B còn có Quốc Sử, Tâm Điều Khiển Cần Thơ. Có Trinh ở Kinh B, có Tân Thời, có Lã Văn Cảnh. Cái đặc điểm nhân sự của cái lớp 12B đó là đại đa số là các em là từ trong các kinh đổ ra hoặc là từ Láng Sen là đổ vào. Mà học sinh mà từ trong kinh ra thì đương nhiên là phải ngoan hiền rồi. Còn học sinh nhá, ở ngoài Láng Sen mà vào đây thì là cũng còn ngoan hiền hơn nữa. Mà nói giọng miền Nam dễ thương. Trong Láng Sen thì là có Lan Anh, rồi có Thanh Vân là em của Đức Cha Toàn, rồi có Thủy, có Thúy Nga, Lê Hoàng, Yên Kim, Phương Hồng. Lê Hoàng, Yên Kim thì bắt rồi. Còn một số nữa thầy không nhớ được hết nào. Lớp C của thầy Thăng chủ nhiệm thì là một trong những lớp mà khi mà thầy lên lớp dạy là cảm thấy rất là thoải mái. Mà hầu như là suốt cả năm mà học là giữa thầy và trò là không có cái sự cố căng thẳng nào hết. Mà lớp C này là có nhiều cha. Có thầy nhớ cha Tấn, cha Diệm, cha Thịnh. Còn có cha Tân đó mà thầy không thể hình dung ra cái khuôn mặt. Lớp C thì thầy còn nhớ có Quang Bộ, rồi Quang Đạt, rồi có Đình và anh Văn là cùng trường với thầy đây. Rồi có Đoan Trang, Thu Trang. Rồi còn có hai chị em Huê Huyên ở trong cái kinh E2 là đồng hương với thầy nữa. Hồi lớp 12 thì học lớp 12A của cô Kiên chủ nhiệm. Cô Kiên thì dạy vật lý. Thì hồi đó Duy học vật lý, Duy cũng thích học vật lý lắm. Thành ra là chắc là cô cũng có thấy mình thích học vật lý của cô, thành ra là cô cũng có cảm tình. Cô mới có một cái bữa cao hứng là cô mới nói là à mà thì cô có hai cô con gái. Cô Kiên có thể nghĩa là có hai bé gái là bé Mây với bé Thu. Thì hai bé đấy hồi đấy cũng còn nhỏ lắm, hình như đâu 6-7 tuổi gì đó à. Tụi mình thì đang học lớp 12. Thì cô mới nói là thôi Duy cứ yên tâm đi học đại học đi, vì cô sẽ để dành bé Mây là bé lớn cho Duy. Thì nghe cô nói thế thì cũng phấn khởi lắm. Rồi yên tâm đi học đại học. Nhưng mà từ cái lúc mà đi học đại học xong rồi ra trường xong là cô làm lơ luôn, là làm lơ tới giờ luôn. Thì bây giờ nghĩ lại cũng vẫn còn hơi ấm ức.